Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Hiện tại em đang đứng ở đường Thi Sách, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những con đường rất là sầm uất với nhiều tòa nhà văn phòng cũng như là khách sạn cao cấp từ 5 sao. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một căn nhà bán ở mặt tiền đường Thi Sách, đó là căn nhà màu trắng này, số là 6A Thi Sách. Khu này thì hiện giờ thì liên quan tới căn 6A thì nó có 5 căn bán, nhưng hiện tại thì căn 6A này thì hiện đang có giá rất là tốt. Diện tích đất là 170 m2, kết cấu là hầm 8 lầu sân thượng, thang máy, hiện đang cho thuê là 13.000 USD một tháng. Giá chủ đang chào là 1,5 tỷ một mét vuông, còn thương lượng em đang làm được giá rất là tốt. Cô chú anh chị nào quan tâm khu vực này cũng như căn nhà này thì có thể liên hệ trực tiếp với em để xem thêm giấy tờ cũng như là phương thức giao dịch. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.